Thưa quý vị, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nếu không kịp phát hiện thu giữ thì rất có khả năng trở thành hung khí, gây nên các vụ án nghiêm trọng. Chính vì vậy, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được xác định có vai trò quan trọng trong phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là ở các xã miền núi của huyện Hòa Vang. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại xã Hòa Ninh. Hòa Ninh là xã miền núi, đất lâm nghiệp chiếm đến hơn 70% toàn diện tích. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, trồng rừng nên đa số vẫn có thói quen sử dụng các loại súng tự chế, cung nỏ, dao rửa để khai hoang, săn bắn động vật hoang dã. Nắm chắc địa bàn cơ sở, công an xã Hòa Ninh đã phối hợp với cán bộ thôn, người có uy tín, thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật như thế này để vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trước đây tôi là người mua phế liệu, thì người dân đi ra xác về, thì đem một khẩu súng về thì tôi thấy khẩu súng vẫn còn đẹp, thì tôi mới chùi rửa ra, thì nó cho tôi cất ở trong nhà. Bên đây nghe tuyên truyền ở chỗ công an xã Hòa Ninh thì quy động là người dân có vũ khí thì đem lên nộp, thì tôi nghĩ là để khẩu súng đây thì mình cũng sợ là nguy hiểm, tôi mới đem tôi lại cho công an xã. Để chủ trương này đi sâu, đi sát và đón nhận được sự ủng hộ của người dân, lực lượng cảnh sát khu vực đã nắm chắc địa bàn, đến tận nhà, vận động tuyên truyền. Nhờ vậy, nhiều người dân đã chủ động giao nộp vũ khí đang sử dụng tại gia đình. 4 năm trước là mình có mua một cái chai như để nhờ mình tự vệ, mà giờ thấy để nhờ lỡ như có chuyện gì nóng lên cái cầm ra, có chuyện gì nữa thì ảnh hưởng cái này giờ là cái của bọn. Tôi cũng nắm bắt một số đối tượng này có vẫn còn tàng trữ được một số loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Qua đó thì tôi cũng phải đến vận động, động viên và các đối tượng giao nộp vũ khí. Thì qua công tác giao nộp thì các đối tượng này cũng đã hiểu được cái việc mà tàng trữ vũ khí của mình sẽ làm gây một cái nguy cơ gây hại cho chính bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Với các giải pháp cụ thể, trong một thời gian ngắn, nhận thức của bà con đã được nâng lên rõ rệt. Số lượng người dân đến cơ quan chức năng trình báo giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, vận động cần được chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiến hành thường xuyên, liên tục. Từ đầu năm cho đến nay, thì lực lượng công an xã đã tiến hành vận động thu hồi được là 4 khẩu súng các loại và một số cái vũ khí thô sơ như là đao, kiếm, mã tấu, cung nỏ từ quần chúng nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Việc vận động tuyên truyền để nâng cao nhận thức, thay đổi suy nghĩ của bà con nhân dân, đặc biệt ở các khu vực miền núi trong việc sử dụng vũ khí tự chế, vật liệu nổ là công tác lâu dài. Lực lượng công an địa phương tiếp tục kiên trì, khéo léo, nỗ lực để bà con tự giác chấp hành quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.